Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo quyết định thì hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Đây là một tin rất vui đối với người lao động thuê trọ. Theo quyết định, chỉ một số địa bàn nhất định được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ này, trong đó có tỉnh Bình Phước. Hiện nhiều địa phương thì đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm hỗ trợ người lao động kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch để phát huy hiệu quả của chính sách. Từ quê đến làm việc tại khu công nghiệp Minh Hưng, Hàn Quốc, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cả gia đình chị Nguyễn Thị Kiều ở trọ trong căn phòng nhỏ với diện tích khoảng 12 m². Ban ngày hai vợ chồng đi làm, các con đi học. Buổi tối cả nhà mới có khoảng thời gian quây quần bên nhau. Thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng chỉ khoảng 14 triệu đồng, nhưng phải trả tiền phòng trọ đến 1 triệu. Sau khi gửi một phần về quê phụng dưỡng người thân, số tiền còn lại vừa đủ chi tiêu trong gia đình chị. Theo dõi truyền thông, chị Kiều rất phấn khởi khi biết người lao động sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Ở quê lên đây đi làm, công nhân tốn rất là nhiều chi phí. Lớp nào con cái học hành, rồi tiền thuê trọ, rồi ăn uống, rồi xăng cộ các thứ. Lương thì được tháng chỉ 6 triệu mấy, sinh hoạt thì cũng có rất là tốn kém. Nay có chính sách nhà nước hỗ trợ, tôi rất là vui. Hiện trên địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành có khoảng 7.500 lao động ở trọ làm việc tại các khu công nghiệp. Chi phí tiền thuê phòng trọ chiếm một phần không nhỏ trong đồng lương ít ỏi của người lao động. Với mức hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng, chính sách đã tiếp thêm động lực cho người lao động vượt qua khó khăn trong đại dịch. Từ Đắk Lắk lên lập nghiệp vào 2021, thời điểm nó lên đây là bắt đầu là bùng dịch ra, là làm cũng rất là khó khăn. Đi làm về chỉ đủ trang trải cho phòng trọ, ăn uống, với hai đứa con cũng đang học. Hôm nay có nhà nước có chương trình hỗ trợ bên phòng trọ cho công nhân. Tôi rất là cảm ơn nhà nước đã có cái chương trình này. Chính sách hỗ trợ cho anh chị em công nhân rất nhiều trong cái cuộc sống sau cái đợt đại dịch vừa rồi. Như tôi thấy là bản thân chúng tôi là những người chủ kinh doanh phòng trọ ở đây, tôi thấy cũng biết là nhiều bà con chủ phòng trọ ở đây cũng đều đã có cái chính sách là giảm bớt tiền phòng trọ cho anh chị em đang ở trọ đây trong suốt thời gian vừa qua. Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, điều kiện để được hỗ trợ đó là người lao động ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động đang ở thuê, điều kiện được hỗ trợ là ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Các điều kiện khác là có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên trước ngày 1 tháng 4 năm 2022, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Huyện cũng đã có động thái chỉ đạo cho các cơ quan thuộc ngành văn hóa xây dựng các nội dung tuyên truyền trên tinh thần là những nội dung cơ bản của quyết định số 08, đặc biệt là tuyên truyền triển khai trên các cái trang mạng xã hội của huyện, của các đơn vị đoàn thể cũng như các phòng ban để người dân được tiếp cận nhanh nhất. Huyện muốn nhanh nhất người lao động tiếp cận được các cái quy trình để họ hoàn tất các cái thủ tục và để được hưởng các chế độ theo quy định. Toàn tỉnh có hơn 65.000 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo kế hoạch, thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm nhất đến ngày 15 tháng 8 năm 2022. Có thể thấy, đây là một trong những chính sách rất kịp thời hỗ trợ cho người lao động và tiếp sức cho các doanh nghiệp hoạt động trở lại nhanh hơn, hiệu quả hơn.